Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Goaka. Welcome back to my Goaka channel. Hôm nay thì mình sẽ thay đổi cái lò xo của con switch này từ 60g nguyên bản sang lò xo 67g. Đây là những con switch Gateron Yellow Milky nhưng mà đã được thay steam màu đỏ. Còn lò xo thì vẫn là lò xo của Yellow. Today I will change the spring of these switches from 60 grams to 67 grams. These are Gateron Yellow switches, but I have changed it to red steam. And this is 67 gram springs. Đây là lò xo 67 gram. This kilowatt switch opener. Đây là cái switch opener, có nghĩa là cái để mở cái switch ra để thay lò xo của kilowatt. Now let's get started. Đây là switch opener, chúng ta sẽ đặt switch lên cái switch opener này. Các bạn để ở đây nó có 4 cái cạnh. Mấy cạnh làm sao được chỉ được ta? Đây chẳng có một cái cạnh này. Focus được. Không focus được rồi. Đây. Nó có một cái cạnh đây này. Hai này. Ở đằng sau đối diện nó có hai cái nữa, 1, 2. Ở cái switch opener này nó cũng có 4 cái, 4 cạnh này. Đây, có 1 này, 2 này, đối diện có 3, 4. Khi mở thì mình sẽ đặt các cái cạnh ở trên switch, hai cái cạnh trên switch đây vào hai cái cạnh ở switch opener này. Và mình sẽ ấn. Và có thể mở được ra. Đây là lò xo gốc.
This is the original spring of Gateron Yellow Milky 60g. Đây là cái lò xo 10 67g. This is new spring 67g. Then we put it into the steep